Thưa quý vị, trong khi vụ việc giáo viên ra lệnh cho học sinh tát bạn 231 cái ở Quảng Bình vẫn chưa lắng xuống, thì mới đây ngày 3 tháng 12, ngay tại một trường tiểu học ở trung tâm Hà Nội lại xuất hiện nghi vấn một giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu một học sinh tát một học sinh khác trong lớp với lý do học sinh này nói chuyện riêng, nói bậy trong lúc cô giáo đang giảng bài. Sau khi phải chịu hàng chục cái tát, đến nay, học sinh lớp 2 này vẫn phải nghỉ học vì sợ hãi và má bị bầm tím. Trong khi đó, thì theo thông tin mới nhất chúng tôi có được, thì nữ giáo viên đã bị tạm đình chỉ công việc để nhà trường xác minh vụ việc. Cụ thể, sự việc xảy ra tại lớp 2A5 của trường tiểu học Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Theo phản ánh của phụ huynh có con bị tát, giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu các bạn trong lớp tát một học sinh khác 50 cái vì học sinh này đã nói chuyện và nói bậy trong lúc cô giáo giảng bài. Sau khi đã tát 20 cái, học sinh này khóc lớn và đau đớn thì giáo viên chủ nhiệm mới yêu cầu học sinh dừng lại. Phụ huynh của học sinh bị tát cho biết, về đến nhà cháu bé đã tỏ ra vô cùng sợ hãi khi kể lại sự việc với một bên mặt bị bầm tím. Học sinh này cũng không dám đến trường học vì tâm lý hoảng sợ. Sau khi tiếp nhận phản ánh vào chiều qua, nhà trường đã yêu cầu cô giáo chủ nhiệm lớp 2A5 tạm ngừng đứng lớp để làm bản tường trình. Giáo viên khác sẽ được phân công dạy lớp này. Như vậy là chỉ trong vòng nửa tháng qua đã có nhiều sự việc đáng tiếc liên quan tới giáo viên chủ nhiệm bắt các học sinh trong lớp tát bạn. Nhiều người lại tự hỏi là không biết có giáo viên Hà Nội này có đọc tin tức về cô giáo ở Quảng Bình bị khởi tố vì ép bạn tát học sinh hay không. Bởi trong lúc dư luận còn đang phẫn nộ như hiện nay, không một giáo viên bình thường nào lại có thể thiếu kiềm chế tới mức trừng phạt một học sinh một cách bạo lực như vậy. Vâng, theo tôi, trong khi mà cô giáo đang giảng bài mà học sinh nói chuyện riêng thì có rất nhiều cách để có thể nhắc nhở em hiệu quả. Như là cho học sinh đứng riêng ở một chỗ hoặc là phạt bằng cách chép bài nhiều lần, chứ không nhất thiết là phải sử dụng đến bạo lực. Đặc biệt là trong vụ việc này thì học sinh còn bé, mới chỉ 7 tuổi, độ tuổi thường rất là sợ khi mà bị cô giáo mắng. Và do đó là nếu chuyện này là có thật thì quả thực là chúng ta không thể hiểu nổi tâm lý, kỹ năng sư phạm của cô giáo này như thế nào.